Rồi bây giờ con sửa cái đề các bạn tiên nó giỏi qua hôm trước đi. Xíu đặt đang tải cái đề gì. Rồi, câu số 1 ha, cái này để các bạn tìm câu số 1, đọc cái đề giùm cô đi hắn. Ở trong số các câu sau, câu nào đúng nhất khi nói về khoa học, hóa học? Rồi, rồi con đọc đi hắn. Hóa học là khoa học nghiên cứu tính chất vật lý của chất. B. Hóa học là khoa học nghiên cứu tính chất hóa học của chất. C. Hóa học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi và ứng dụng của chúng. D. Hóa học là khoa học nghiên cứu tính chất và ứng dụng của chúng. Đúng của chất. Rồi, con nghĩ là con nào đi hắn. Là câu C. Đúng rồi, câu C nha. Tên hóa học là khoa học nghiên cứu về chất nè, sự biến đổi và ứng dụng của chúng. Rồi, câu số 2. Câu số 2 là mình cô đi. Nhi, Thảo Nhi. Dạ thưa cô, cho các vật thể sao: con dao, quả chanh, núi đồi, xe đạp, cây cỏ. Vật thể nào là vật thể tự nhiên? A. Con dao, quả chanh, núi đồi. B. Quả chanh, núi đồi, cây cỏ. C. Núi đồi, xe đạp, cây cỏ. D. Con dao, xe đạp, cây cỏ. Dạ thưa cô, là câu B. Quả chanh, núi đồi, cây cỏ. Rồi, đúng rồi ha. Rồi, cái này thì dễ rồi ha. Mình khỏi sửa ha. Mình qua nha. Câu số 3 làm giùm cô đi hư. Dạ đợi con xíu. Xong chưa Hư? Vậy thôi, để câu Hư làm câu sao ha. Tiên làm giùm cô này đi Tiên. Dạ. Rồi, con làm câu 3 đi. Dạ, con chọn câu A. Dựa vào tính chất nào sau đây khẳng định trong các chất lỏng là tinh khiết, không mèo, không mùi ha. Rồi, không tan trong nước, lọc vượt qua giấy lọc có nhiệt độ sâu nhất định. Rồi, tinh khiết thì như thế nào con? Rồi, đứng câu em không? Con không nhớ cô ơi. Rồi, nhớ, con nhớ câu này không nhớ? Câu này còn câu nào? Dạ, câu 3 không được. Rồi, câu 3. Dựa vào tính chất nào sau đây mà ta khẳng định được trong chất lỏng là tinh khiết, không màu? A. Không màu, không mùi. B. Không tan trong nước. C. Lọc lọc được qua giấy có nhiệt độ sâu nhất định. Dạ thưa cô, là câu A. Rồi bây giờ cô nhắc lại ha. Rồi, người ta nói là chất lỏng tinh khiết thì trước nói là nó là mình phải phân biệt nó là có nhiệt độ sâu nhất định nha. Mình chọn câu D ha. Câu này là câu lý thuyết ha. Rồi, bây giờ câu số 4.
Câu số 4, hư vô chữ hư, làm những câu số 4 như hư. Rồi hư đi nè. Dạ con á cô. Ừ, con vô chưa nè. Dạ con vô nhưng mà để con đọc đề cái. Ừ, rồi con đọc đề đi. Con đọc lớn hơn hơn cho mọi người nghe lớn hơn. Dạ, những chất nào trong dãy những chất dưới đây chỉ chứa những chất tinh khiết? A. Bánh muối ăn. B. Nước sông, nước đá, nước da. C. À? Con nghĩ là con chọn câu A. A, nước biển, đường kính, muối ăn. Rồi chất tinh khiết là trước hết con phải nhớ chất tinh khiết là chất làm sao nhớ hư. Dạ con không nhớ cách giải thích. Rồi chất tinh khiết là chất. Mình nhớ là chất tinh khiết với chất hoạt. Không lẫn tạp chất. Con hả Nhật? Dạ là không có lẫn tạp chất. Ừ, rồi không tạm tạp chất. Vậy bây giờ bạn Thư bạn trả lời câu E đúng không con? Dạ nước biển không phải rồi. Ừ, rồi vậy coi mình chọn câu nào. Dạ là câu câu C cô. Ừ đúng rồi ha, câu C. Bây giờ câu này mình có hình hỏi C từ từ. Nè câu ví dụ như câu câu B thì mình thấy nước chanh nè. Nó đâu có tinh khí đâu, mình hỏi C ha. Rồi câu A thì bạn nói là bạn Nhật nói là nước biển đúng không Nhật? Dạ đúng rồi. Rồi câu D cái nào không phải con? Dạ là khí tự nhiên. Ừ đúng rồi, khí tự nhiên của mình là bằng nhiệt gồm nhiều khí mà ha. Đó mình lại suy từ còn con đẹp, còn câu C mình thì mình chọn ha. Rồi câu số 5. Dụng cụ như hình mô tả sau đây đúng với phương pháp chân cách của chất nào, phương pháp cách chất nào. Rồi câu A mình thấy là người ta nói là phương pháp chiết, câu B là phương pháp chân cất, câu C là phương pháp kết tinh và câu D là phương pháp lọc. Rồi bây giờ lớp nhìn vô cô ha, trước nói là người ta mô tả hình là có cái đèn cồn nè. Rồi cái này là một cái bình cầu có nhánh, ở đây là có nước nè và có cái nhiệt kế. Ở trong cái bình cầu này có một nhánh đi qua dẫn cái ống sinh hàn. Và dưới cái ống này có cái nước làm lạnh và một cái hanh ở nó dọc ở trên ống sinh hàn, nó cho qua bình hút nhỏ giọt ha. Rồi bây giờ suy nghĩ cho cô, ở đây gọi là phương pháp gì? Chân cất hả cô? Ừ đúng rồi, phương pháp chân cất. Cô tên gì? Con tên gì? Dạ tiên cô. Ừ, đúng rồi, phương pháp chân cất giống như phương pháp mình nấu rượu á. À, khi hơi nó lên, nó đi qua cái bàn làm lạnh của cái thùng nước ha, thì mình sẽ hô được những cái giọt rượu ở đây á, gọi là phương pháp chân cất á, nhớ chưa? Hay giống như nấu rượu vậy đó. Nên mình chọn câu B ha. Rồi cái làm lạnh này tức là cái hơi khi mà nó đi qua cái ống này nè, nó gặp nước làm lạnh, nó sẽ đông tụ thành những giọt nước và nó đi ra đây. Rồi câu số 6, làm những câu số 6 thì cô đi nha. Nhật. Dạ cô, một hỗn hợp gồm sắt và đồng ta có thể tách bằng cách sao? Dạ cô, chọn câu C, dùng đan châm để hút sắt. Ừ, rồi dùng đan châm để hút sắt. Rồi, hút được sắt ha, rồi đúng rồi ha. Rồi câu số 7 là nhìn cô 7 đi Ngọc. Hợp chất là con hay bạn kia cô? Hợp chất hai nguyên tố. Rồi hợp chất hai nguyên tố hợp với tạo nên. Rồi câu C. Ngọc lớn lên Ngọc. Cô xin lỗi bạn Phan Ngọc á, lớp mình Phan Ngọc mà cô cứ kêu lộn Ngọc à. Rồi Phan Ngọc làm như câu số 7 đi, đọc lớn nha con.
Dạ thưa cô, hợp chất là chất do hai nguyên tố hóa học trở lên tạo nên. Cho mình chọn câu. Dạ câu C. Rồi đúng rồi ha. Rồi câu số 7. Câu số 7, anh Huỳnh Châu Bảo Ngọc là nguyên cô. Còn câu số 8, xin lỗi. Cho biết nhóm NO3 có hóa trị. Chưa học hóa trị con. Con học tới bài mấy thôi? Bây giờ con đọc đi rồi cô hướng dẫn con làm ha. Cho biết nhóm NO3 có hóa trị 1, kim loại nhôm có hóa trị 3. Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi nhóm NO3 là nhóm nào? Rồi để cô copy hôm nay lên sửa được. Đã cô xem. Cho người ta nói cho biết nhóm NO3 nè. Cái này nhớ nha, mấy cái chỉ số nằm ở dưới nha. Tại qua bên đây nó bị nhảy rồi. Có hóa trị 1, kim loại nhôm có hóa trị 3. Người ta hỏi công thức hóa học của nó là ha. Bây giờ vậy mình nhớ nè, trước nói là con sẽ ghi cái hợp chất của nó là AlN3 trước. NO3 là một nhóm. Rồi hay quy tắc quá trị. Rồi con nhớ coi, nhôm có quá trị mấy đây? Nhôm để cho quá trị mấy đây Huỳnh Ngọc? Để cho nhôm quá trị mấy đi con? Huỳnh Châu Bảo Ngọc. Con còn đó không Ngọc? Bạn Ngọc còn đó không? Còn đó cả lớp. Đỡ nhôm hóa trị. Con nhìn lên đề coi người ta cho hóa trị mấy. Dạ hóa trị 3. Hóa trị 3 ha. Ví dụ đề nó cho còn hợp mấy thì mình sẽ nhớ nha, nhôm hóa trị 3. Rồi con sẽ ghi cái hóa trị trên đầu của nó nha. Rồi NO3 hóa trị mấy đi Ngọc? Hóa trị 1. Rồi theo quy tắc hóa trị, ở đây cái chỉ số của nó là X nè, NO3 quá chỉ số là Y. Mình không biết thì mình cứ ghi ra như chỉ số dưới đây ha Ngọc ha. Rồi theo quy tắc hóa trị thì mình sẽ có tích nè, tích là chỉ số và nguyên tố. Tích chỉ số và hóa trị. Số này nó sẽ bằng tích chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia. Con ghi chú đi nha Ngọc. Rồi ha, bây giờ con hay tích, tích là phép tính gì đi Ngọc? Dạ nhân. À nhân. Vậy tức là nhân, nhân cái hàng nào với hàng nào đi Ngọc? Nhân. Nhân hàng nào con đọc coi. Tích gì? Chỉ số và hóa trị, vậy là mình nhân hàng nào? Nè tích chỉ số và hóa trị nè. À cô anh đặt cho con nhìn ha. Rồi tức là mình nhân hàng nào con? Của hàng nhôm. Nhân x 3. Đúng rồi, x nhân 3, chỉ số của nhân là x nè. Nhân với hóa trị của nó là 3 bằng. Nên nhớ là phép tính ra bằng. Bằng với gì con? Bằng với y nhân 1. Đúng rồi, bằng với y nhân cho 1. Ha, sao? Sau đó con sẽ lập cái tỷ lệ x chia y. Con lập tỷ lệ là x trên y nó sẽ bằng gì con? Bằng với gì đi Ngọc? X trên y bằng 1/3. À đúng rồi, bằng 1/3 ha. Nhớ nha. Rồi
mình thấy x nhân 3 thì con số x này đang nằm trên tử thì con số 3 bên đây phải nằm trên mẫu. À, mình nhân lại nó bằng cái này. Vậy từ đây mình suy ra được x bằng nhiêu Ngọc? Dạ. Đây xong ghi x bằng mấy? X bằng 1. X bằng 3. Ừ, x bằng 1 ha, y bằng 3. Ha tử sẽ bằng với tử, mẫu sẽ bằng với mẫu là x bằng 1, y bằng 3. Vậy công thức của mình nè, thế vô x ở đây đang nằm ở đây là con số mấy Ngọc? 1 nha. Y là con số 3 ha. Nhưng mà con số 1 thì mình không có ghi. Ha, thì nó sẽ tạo thành vật chất là A và N 3 3 lần với Ngọc. Ha, để mình khoanh câu nào đây Ngọc? Dạ câu D. Câu D. Rồi. Sau này ha, ví dụ như mình làm quen rồi thì mình sẽ thấy, mình sẽ nhờ nhìn luôn nha. Chị con thấy nè, A là N 3 3 lần. Vậy là chỉ số của nhôm hay là con số 1 nè. Nó chính bằng, chính bằng với cái gì đây? Nó chính bằng cái hóa trị của con nổ 3 luôn. Còn con số 3 này nó chính bằng hóa trị của thằng nhôm, giống như cái hình chéo của mình nè. Thấy không? Sau này mình tính nhanh, mình nhìn quen á, mình nhìn vô mình khỏi còn tính chẳng nhanh hơn. Đó. À, chéo. Rồi, số 1 ở đây tức là hóa trị của thằng nổ 3. Còn số 3 này là cái hóa trị của thằng nhôm là nhân chéo, thấy chưa? Hình quen chưa Ngọc? Được chưa? Rồi, ví dụ thử cô cho hợp chất là CO của CO với NO3. Rồi, bây giờ học làm cho cô coi CO với NO3. CO của mình thì nhớ hóa trị của máy là của nó là 2 nha Ngọc. NO3 thì mình quá trị mấy mình mới học lên Ngọc? Huỳnh Châu Bảo Ngọc. Dạ 1. 1. Rồi bây giờ con viết công thức của nó coi Ngọc. Dạ là rồi làm nhanh làm CO. CO. CO NO3 2. À đúng rồi ha, đúng rồi ha, nhìn quen ha. Số 1 này, hóa trị 1 này đem xuống cái chỉ số của hàng CO, còn số 2 này đem xuống chỉ số của NO3 ha. Rồi đối với quy tắc quá trị đề, người ta có thể cho sẵn, còn nếu không không cho sẵn thì mình nhớ những nguyên tố nhóm 1. Hóa trị 1 là kali nè, natri. Rồi nhóm 2, chị cô cho những nguyên tố đặc trưng là canxi nè, magie, đồng. À, nhóm 3 của mình thì nó sẽ có là hàng đặc trưng của nó là hàng nhôm. Còn hàng sắt thì nó sẽ có quá trị 2 với hàng 3 luôn. Rồi quá trị 1 của mình là còn thiếu là một cái gốc thì nó là NO3 nữa. Rồi quá trị 2 thì mình có là SO4, CO3 à. Rồi khi quá trị vô cô ha, những cái nguyên tố mà mình hay gặp nè. Rồi lớp ghi chú xong chưa? Ngọc con ghi xong chưa Ngọc? Dạ rồi. Rồi ha, rồi con qua bài mới nha. Được, con qua bài tiếp theo ha. Rồi câu tới câu số 5, lộn câu số 10. À, cô lộn xin lỗi, câu số 9 là nhìn cô đi trước. Dạ. Yeah. Mình để con có tính thế nha cô. Con đọc cái đề trước đi chứ. Dạ. Yeah. Biết N có hóa trị 4, hãy chọn công thức hóa học phù hợp với quy tắc hóa trị trong các công thức sau. Rồi. Để con tính cái nha cô. Rồi, có cũng như không? Nào cả lớp thì tính ha. Nó đang dạ là câu D. Câu D. Tại sao con lấy được câu dây trước?
Dạ là bởi vì nitơ có hóa trị 4, còn oxy có hóa trị 2 thì con giống như là con cáo qua vậy á cô. Dạ là xong thì con được là N2O4 thì con tối giản nó được là NO2. À rồi đúng rồi chú. À trời, ý bạn Trúc nói là bạn nhân chéo cái chỉ số của bạn. Bạn nhân chéo. À lớp hiểu ý bạn Trúc không? Cô hiểu ý bạn Trúc á. Rồi, tức là cái chỉ số của bạn là số 4 đây nè. Bạn sẽ đưa xuống chỉ số của thằng oxy là số 4, còn số 2 này bạn đưa xuống chỉ số của nitơ là N2O4. Là số 2 với số 4 này nó chưa tối giản nên bạn chia cho 2 thành N1O4 lần N1O2. N1 số 1 mình không ghi nên mình sẽ thành là NO. À đúng chưa chút, ý phải vậy không con? Dạ phải. Ừ rồi ha, chút mình đúng rồi đó, lớp hiểu ý bằng chút không? Rồi mình chọn cô ra ha. Lớp mình nó ai không kịp thì cứ lên tiếng nghe, mình học thêm không có sao hết trơn, mình không ngại. Rồi câu số 10. Câu số 10 làm giùm cô đi Vi. Tường Vi. Dạ cô. Làm câu số 10 dùm cô đi Vi. Dạ. Đọc cái đề cho cái gì nè. Dạ là cho giải công thức hóa học sao Ba3 BO4. Đây, H3F Al A. Con đọc con không thấy rõ ha chú. ALCN. Dạ ALCN MgOH3 NaO2 HNO3. Ừ. Rồi. Để cô copy qua đây cho dễ nhìn. Bên này nó hơi bị khó nhìn hơn. Chữ nó khó nhìn hơn chút. Bên đây dễ nhìn chưa con? Dạ rồi cô. Bên đây thì nó nhảy chữ. Dạ cô. Rồi cho các giải công thức sau. Ba3 BO4 hai lần. H3F AlCl MgOH. À, rồi N NaO2 và HNO3. NaO2 và HNO3. Người ta nói là số công thức viết sai. À, công thức viết sai nha. Rồi bây giờ mình kiểm tra từng cái công thức đi. Rồi con kiểm tra đi chút. Câu A chút. Ba 3 BO4 2 lần. Rồi thằng này đúng hay sai con? Bari của mình hồi nãy con nhắc có chị mấy chút. À, ố cô hình như cô lộn á cô. Ồ Vi, cô xin lỗi Vi. Rồi Ba nãy con nhắc là nhiêu Vi? Nè, coi lại. Ha, rồi BA. BA quá trị mấy đi Vi? 2 ha. Rồi, quá trị 3 của mình nó sẽ có một hàng đó là BO4 đó nha. Rồi, con ghi chú vô Vi, ghi chú xong chưa Vi? Dạ. Rồi, ghi xong chưa ha? Rồi bây giờ mình coi coi. Vậy con hút BA3 BO4 hai lần đúng như sai con? Dạ là rồi ghi quá trị trên cho dễ nhìn ha. Ba ha, quá trị 2 BO4 của mình là đúng. Ừ, quá trị 3. Rồi rồi mình nhân chéo số 2 này xuống BO4 là 2 đúng ha, số 3 này xuống Ba là đúng ha. Rồi được một công thức đúng.
Rồi kiểm tra H3S. Rồi. Dạ là sai. Sai, tại sao sai đây nha Vi? Dạ là F là hóa trừ 1. Ừ đúng rồi, hero có trị mấy không? Hero hóa trừ 1. Đúng rồi, F có phát trị 1 luôn. Rồi. Vậy công thức của mình là công thức gì con? Dạ là HS. À đúng rồi ha. Rồi cái này là sai, công thức đúng của nó là H mới đúng nha. Rồi. Tương tự A, L, C, L đúng không con? Dạ là sai. Sai. Rồi tại sao sai đi Vi? Dạ tại vì hóa trị của A, L là 3. À đúng rồi, vậy công thức đúng của mình là? Dạ là A, L, C, L, 3. À công thức của mình là A, L, C, L, 3 mới đúng. Tiếp theo M, G, O, H 3 lần đúng không con? Dạ là sai. Ừ sai. Em MG của mình có trị mấy con? Dạ hóa trị 2. 2. OH có trị mấy? Dạ là hóa trị 1. À, hóa trị 1. Vậy công thức của mình là sao mấy đúng? Dạ là MG OH 2. Ừ đúng rồi, MG OH 2 đúng ha. Rồi tiếp theo công thức NaO2 đúng không con? Dạ là đúng. Đây, cô kể lại, cô kể lại đúng chưa? Nên chi quá trị mấy đi Vi? Dạ là hóa trị 1. 1 oxy. Ủa giờ sai cô? Sai oxy quá trị mấy? Dạ oxy hóa trị 2. Này. Rồi công thức đúng của mình là gì? Dạ là Na2O. Đúng rồi, Na2O. Mình lộn phải không? Dạ. Rồi HNO3 đúng không con? Rồi mình coi hóa trị hero hóa trị mấy đi Vi? Hero hóa trị 1. Nọ 3. Nọ 3 hóa trị mấy? Hóa trị 1. Ừ đúng rồi, nọ 3 hóa trị 1 luôn. Nhớ nha, coi bạn nó thiệt. Mình là H nọ 3 đúng ha. Rồi vậy bây giờ dãy số công thức viết sai của mình là bao nhiêu? Mình kiểm tra nè, 1. Dạ là 4. Ừ, 4 ha. Rồi, bây giờ cô giải thích lại cho các bạn ha. Ai chưa theo rõ, theo kịp thì hiện nghe lại kỹ ha cô ha. Bây giờ trước hết mình kiểm tra hóa trị của nó. BA quá trị 2, BO4 quá trị 3 thì mình nhân chéo nè. Số 2 này xuống với chỉ số là số 2 đúng. Số 3 của BO4 thì chéo xuống của nó là BA là 3 đúng ha. Thì công thức BA BO4 2 lần đúng. HF rồi mình coi nè, S rồi quá trị 1 nè, nguyên cái nhóm quá trị 1 của mình là nhóm halogen, là thêm có thêm là clo brom iốt ha, là quá trị 1 luôn, cái này là gọi là nhóm halogen ha, nguyên nhóm này là quá trị 1 luôn ha. Rồi bây giờ hàng này quá trị 1 nè, hàng này quá trị 1 mình nhân chéo 1 xuống đây đúng ha, số 1 này xuống hero nha, mà đề nó số 3 là mình thấy sai rồi. Vậy công thức H3S là sai, công thức đúng là HS ha. Rồi ALCL nhôm của mình là, mình coi là nhôm là hóa trị 3, lo là hóa trị 1. Rồi mình coi mình nhân chéo cái hóa trị 1 này xuống hàng nhôm đúng, 3 này xuống hàng clo mà nó có 1 thì mình sai rồi. Thì công thức đúng của mình là AlCl3. Rồi MgOH 3 lần. Magie quá trị 2, OH quá trị 1. Thì 2 nó xuống hàng OH
À, mà đây số 3 mình thấy sai rồi nè. Đây 1 nhân chéo số magie là 1 đúng. Vậy công thức của mình là MgOH 2 lần ha. Rồi, hai công thức này thì bạn Vi bạn thích rõ rồi ha. Rồi. Vậy câu này là mình phân là 4 ha, là câu C. Rồi câu số ha. Câu số 11. 11 làm dụng cô đi Hương Khanh. Dạ, cô nguyên tử của hầu hết các nguyên tố được cấu tạo bởi các loại hạt nhân là, dạ con chọn câu D. Nguyên tử đúng không? Proton, neutron và electron. Ừ, đúng rồi, nguyên tử hầu hết các nguyên tố cấu tạo bởi gồm tâm hơn trong mẹ đấy trong. Rồi bây giờ cô dạ, hỏi quay, gì? Cô nghe. Dạ, wifi con hay bị mất mạng nên con không trả lời. Ừ, à, rồi bây giờ ví dụ như cô hỏi nguyên tử được cấu tạo bởi mà cô hỏi hạt nhân được cấu tạo bởi thì chọn câu nào ha. Cái này đề người ta cho nguyên tử nha. Bây giờ cô không hỏi nguyên tử mà cô hỏi hạt nhân, hạt nhân được cầu được cấu tạo bởi thì mình chọn câu nào đây? Hạt nhân được cấu tạo bởi câu B. Ừ, đúng rồi, câu B ha. Hạt nhân thì là proton với neutron, còn nguyên tử thì mình có thêm electron nữa. Rồi thằng proton mang điện tích gì đây Khanh? Phương Khanh. Dạ. Proton mang điện tích dương ha. Neutron thì không mang điện, còn electron thì mang điện âm nha con. Cái nào mình quên thì mình ghi chú vô nha Khanh. Rồi. Câu số 12. Yên Khanh làm giùm cô làm cho Yên Khanh. Dạ con chọn câu A. Ừ, câu A. Dạ, tại sao câu A con? Dạ con lấy 23 cộng cho 35,5. Ừ, dạ đúng rồi câu A hả. Giờ mình lấy 1 natri thì có natri là 23 cộng với clo là 35,5 ha. Là ra 58,5 đơn vị carbon. Rồi câu số 14 làm nhiệm cư đi hắn. Câu số 13 chứ. Điện từ còn hiếu mà chỗ trống xa. Nguyên tố học là tập hợp những nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân. Ừ, rồi vậy mình chọn câu C. Ừ, câu C rồi đúng rồi hả. Cái này là câu lý thuyết nha. Nhớ là có cùng số proton nha. Rồi câu số 14 là nhiệm cư đi Nhi. À, dạ thưa cô, vậy nào sau đây gồm tất cả các chất đều là đơn chất. Dạ thưa cô là câu D, COFEH2 và CL2. Ừ, rồi đúng rồi ha. Cái này đơn chất là tập hợp nguyên tố, có một nguyên tố thôi. Ở đây nè, chọn câu D không? Rồi, câu số 15. Để cô có tay luôn. Câu này là dùm cô này đi hư. Nghe không hư? Dạ nghe. Dạ đỡ đọc đề. Rồi cô đọc lớn hơn đi hư. Dạ phân tử khí CO2. Ủa? CO2 nặng hơn phân tử khí O2 bằng bao nhiêu lần á? Rồi thì mình sử dụng nặng hơn hay nhẹ hơn thì mình sử dụng công thức gì hơn? À, dạ cái công thức con nhớ là công thức là D A chia B ấy cô. À đúng rồi, vậy bây giờ người ta nói thằng nào phân tử khí CO2 nặng hơn phân tử khí O2 bao nhiêu lần thì mình lấy thằng nào tính tử. À, mình lấy cái đề cái thằng người ta nó nặng hơn mình để phân tử ha. Cái này nhẹ hơn mình để dưới. Rồi vậy nó sẽ bằng gì đây hơn? Dạ đợi con tính. Công thức của nó là gì hơn? DCO2 trên O2 thì nó sẽ bằng gì con? Dạ bằng dạ đợi con xíu để con
Dạ, con ra là câu D. Câu D, con sẽ lấy cái gì đây thôi? Dạ, cái số M lớn của CO2. Nha, là nó sẽ M lớn chia cho M lớn của O2. Rồi, con làm thì M lớn của CO2 lại nhiều hơn. Dạ là 44. Đúng rồi, 44. Dạ 32. 32 bằng. Dạ bằng câu D. Rồi, bạn Ngọc con chưa, con học con mất thầy chưa Ngọc? Dạ rồi. Rồi ha, nhớ nha, mình sẽ nặng hơn, người ta nói là CO2 nặng hơn, mình thấy để CO2 trên tử thì mình sẽ sử dụng công thức lại. D CO2 trên O2 và D thì nó sẽ bằng M lớn của CO2 trên M lớn O2. Chú ý cô là ha, đây là hai phân tử O2 nha, mình phải lấy 16 nhân cho 2 cộng với 12 của carbon nè, chia cho 32. Thì oxy có 16 thôi nha, nhưng mà ở đây hai oxy mình phải nhân cho 2 nữa nha. Câu vậy mình chọn đây là câu D. Câu số 16 làm giùm cô, câu 16 đi tiên. Dạ. Rồi để cô copy qua đây cho giảng mình đi tiên. Rồi con làm đi hết đi, con sửa lại. Dạ, để con đọc đề. Nghĩ là câu C. Câu C ha. Rồi mình làm từ ha. Rồi đây là trước hết đọc nghe cô nha. Cho biết công thức hóa học của hợp chất của nguyên tố X với oxy là XO. Ha. Rồi ở đây là một điều kiện ha. Ở đây người ta đã cho mình một điều kiện. Cái điều kiện thứ hai là hợp chất nguyên tố Y với hydro là Y là YH2. Thêm một điều kiện ở đây nữa. Rồi người ta hỏi là công thức đúng với hợp chất X và Y. Bây giờ trước hết mình phải biết, để biết được cái công thức của X với Y là gì thì mình phải biết được cái hóa trị của hàng X và hàng Y. Thì mình thấy được công thức ha. Rồi để biết được cái hóa trị của hàng X và hàng Y thì mình sẽ dựa vào cái công thức của nó với cái chất người ta cho rồi. Hai cái hợp chất đầu tiên người ta cho nè. Rồi từ đây mình có thể suy ra được hàng X hóa trị mấy không Tiên? X hóa trị 1 thôi cô. Suy ra tại sao được X hóa trị 1 con? Dạ là Rồi ha, bây giờ con coi X mình chưa có biết hóa trị đúng không? Dạ. Rồi con ghi chữ XO ha. Rồi X nào có biết hóa trị thì cô đặt nó chữ X đi. Dạ. Rồi bây giờ O có trị mấy đi Tiên? Dạ, O có trị 2. Bây giờ heo nguyên tắc có trị thì mình sẽ có gì đây? X nhỉ?
ô giá trị nhân chỉ số cô. Đúng rồi, giá trị nhân chỉ số đúng không? Vậy là x nhân 1 bằng 2 nhân 1. À đúng rồi, x nhân 1 bằng 2 nhân 1. Rồi từ đây mình suy cái x bằng mấy con? Dạ suy ra x bằng 1 bằng 2. Đúng rồi, suy x bằng 2, vậy cái hóa trị bằng x là bao nhiêu? Dạ là 2. À, là 2 ha. Rồi ví dụ như sau này mình quen á thì con thấy nè. À ở đây là x. Ở đây mình con nghe. Mình có thể lấy hóa trị của cái này là chỉ số của cái kia được không? Được, đúng rồi, cô định nói đó. À giờ con thấy nè, thằng này hóa trị 2 tức là ở đây phải số 2 đúng không? X mình phải số 2 ở đây. Đúng chưa? Trời, mà ô ở đây nè. Mình nhân 2 hàng ô mình phải nhân cho mấy? Dạ. Nè, ở đây nè, hồi nãy đề mình cho là số 1 phải ha. Dạ. Thấy không? Nhưng mà đề của mình là nhân anh kéo là số 2 hóa trị 2 tức là con y ở đây phải số 2. X đây phải số 2 đúng không? Dạ. À, nhưng mà đề nó cho số 1 mình đã nhân 2 thì ô bên đây mình phải nhân cho mấy? Dạ nhân cho 1. Hai à, có hai luôn hết con. Ờ, tại x đơn của mình x ô nè, x mình đã nhân 2 thì ô mình phải nhân cho 2. À, à vậy là tỷ lệ lập tỷ lệ ra là 1:1 đúng không cô? Nhân 2 tức là bây giờ con nói là nhân 2 tức là cái chỉ số này tính là chỉ số của thằng x thì con ra x bằng 2 luôn. Được chưa? Dạ. À hiểu chưa? Có khó hiểu chỗ nào không? Dạ hiểu cô. Ừ trời. Rồi tương tự ha, rồi mình cái này con sẽ đi học chất cô y đi tiên. Dạ. Sẽ ra y quá trị mấy ta? Dạ, y quá trị 2. Sao y quá trị 2? Ừ. Ờ, theo quy tắc quá trị ha cô. Con à, con hiểu sao con nói vậy em thôi đi. Tại mình có h quá trị 2. À h quá trị mấy? H của mình là quá trị mấy? Dạ h quá trị 1. À đúng rồi, h quá trị 1. Vậy bây giờ nè, con thấy 1 với 1 ở đây nó trùng rồi đúng không? Dạ. À, là tức là nhân chéo thằng 1 này quá trị 1 thì phải nhân xuống chỉ số của thằng y. Là thằng y của mình cũng là 1, tức là mình bằng nhau rồi mình khỏi phần nhân gì hết trơn. Vậy con số 2 này là tính chỉ số của thằng gì? Hóa trị của thằng gì? Dạ h. Không, số 2 này là hóa trị của thằng gì con? Ờ dạ hóa trị của y. Đúng rồi, mình nhân chéo đúng là hóa trị của y. Vậy là con số 2 này chính bằng hóa trị là 2 ha. Mình không quen mình làm cái quy tắc này ra. Được chưa? Dạ. Rồi vậy mình có hóa trị của x chia y là 2 với 2 hết trơn. Rồi mình sẽ xuống mình đặt nó x chia y này 2 hóa trị 2, y cũng hóa trị 2 nữa. Vậy cái công thức của nó là gì con? Dạ là x. Ừ, x x y. À đúng rồi. À, nó là x 2 y 2 á. 2 xuống đây. Y 2 xuống đây luôn nè. Con này mình sẽ đem xuống chỉ số của thằng này. À cô ấy đỏ cho dễ nhìn. À, chéo nó. Rồi, con hóa trị của thằng y là màu xanh đi, màu xanh nào. Nó sẽ đem xuống cái hóa trị của thằng x ha. Được chưa? Rồi mà 2 với 2 của mình thì nó chưa đơn giản. Thì mình sẽ đơn giản mình chia cho 2 thành x1 y1 hay là x y, được chưa tiên? Dạ. À, trời. Rồi, vậy nào mình chọn câu C ha. Rồi, câu số 17. Làm nhiệm cô câu số 17 này đi. Thư. Rồi câu số 17 làm đi Nhật, bạn Thư này ha, mất mạng rồi đó. Dạ. Rồi làm câu 17 thì con đọc cái đề trước đi Nhật. Để chi hai phân tử cờ lo. Để chỉ thấy không rõ hả Nhật? Thấy giống như dấu chấm mọi người. Ừ, để chỉ hai phân tử cờ lo người ta viết là gì? Dạ ta viết là con chọn câu D. Ừ, dạ. 2C là gì? Rồi đúng rồi ha. Rồi. Rồi ví dụ như cô cho là hai nguyên tử cờ lo
thì viết làm sao? Dạ, 2CL. Đúng rồi ha, phân tử thì mình phải thì có số 2 nha, còn nguyên tử thì chỉ có CL thôi. Rồi, câu số 18. Cô 18 làm giùm cô đi à. Ngọc, anh Phan Bảo Ngọc. Dạ, con làm câu số 18 đi Ngọc. Dạ, con đọc ghê đi Ngọc, đây đọc hả Ngọc. Dạ, dãy chất gồm toàn bộ các kim loại. Rồi, nhận con nghe không? Con mới dò con A, con thấy nó kim loại hết đó luôn. Trời, con A đúng rồi ha. Rồi, câu B của mình có thằng nào sai này? Câu B của mình là có thằng phốt pho nè. Ha, chứ thu quỳnh. Ha, không phải ha. Rồi, câu C của mình thì có oxy. Ha. Rồi, câu D thì mình có cờ lo. Ha, là nguyên tố kim. Rồi, câu A của mình là còn là nguyên tố kim loại. Rồi, câu này hồi nãy hỏi mình có làm nè. Câu số 19 là dù cô đi đi hắn. Chọn đáp án sai. Ừ. Câu A. Số B là số đặc trưng của nguyên tố hóa học. Ừ. B, nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tố cùng loại số B trong hạt nhân. C, một đơn vị carbon bằng 1/12 khối lượng carbon. Ừ. D, oxy là nguyên tố chiếm gần nửa khối lượng vỏ trái đất. Ừ. Dạ, hình như con này không con, con nhớ con làm đâu quá hắn. Con chọn câu A. Không nhớ làm con nhớ. Sao con A sai hắn? Nguyên tố. À, câu D, oxy là nguyên tố chiếm gần nửa khối lượng vỏ trái đất. Câu gì? Câu D hả? Dạ. Rồi, đúng rồi ha. Rồi, câu số 20. Câu 20 làm dùm cô 20 đi anh. Chốt. Dạ. Dạ là con chọn dạ là câu 20 đúng không cô? Đúng đúng rồi, con đọc cái đề trước đi chút. Dạ. Ý nghĩa của công thức hóa học cho biết. Dạ là con chọn câu C. Ý nghĩa công thức hóa học cho biết nguyên tố nào tạo ra chất, phân tử khối của chất, nguyên tử của một nguyên tố có trong một phân tử của chất và tất cả đáp án. Rồi mình chọn câu nào đúng nhất? Rồi thì con gặp kỹ rồi cô. Câu em, câu ha sao tại sao sai? Chút. Dạ con nói lại cái cô con mới bị mạng con mới bị lắc. Nè con chọn cô C đúng không chú? Dạ. Rồi vậy bây giờ cô C là số nguyên tử mỗi nguyên tố có trong một phân tử của chất. Rồi câu E con thấy nè, ý nghĩa của công thức hóa học cho biết nguyên tố nào tạo ra chất là đúng hay sai? Rồi, ví dụ như cô học không? Cô có hợp chất là CH4. Ha, vậy mình biết thằng nguyên tố nào tạo ra chất đó không? Dạ biết. Vậy là con A đúng không con? Dạ đúng. Đúng, thì câu phân tử khối của chất mình biết được không?
dạ không? À, ví dụ như cô có CH4 thì phân tử có của nó là hạt nhiên. Dạ mình phải tính mình mới biết. À vậy mình nhìn vô cái công thức đó mình tính được không? Dạ được. À vậy là cậu B đúng không? Dạ đúng. Đúng, cô C đúng ha. Rồi mình chọn câu. Dạ là câu D. Câu D ha. Rồi, câu 21 làm dùm cô đi. À khoan, cô xin lỗi. À, Tường Vi. Dạ. À, con làm câu số 21 đi Vi. Dạ là con chọn câu A. Câu A, con đọc cái đề luôn đi con. Dạ là từ công thức hóa học của COXO4 có thể suy ra được những gì? Những gì rồi? Câu cô chọn cô D con. À rồi nha, câu A mình đúng rồi ha, do ba nguyên tố CO, lưu và oxy tạo nên. Rồi câu B có ba nguyên tử oxy trong phân tử ha, là đúng không? Ba nguyên tử oxy trong phân tử, con nhìn tới đây có mấy nguyên tử? Dạ, 4. 4, vậy là câu B đúng không? Dạ là không. Câu sai, vậy coi mình coi coi câu C, câu C. Câu B không đúng là tức là câu câu D của mình sai rồi nè. Ha. À. Rồi có phân tử khối của thằng đó là bao nhiêu thì con tính thế nào, phân tử khối nó là nhiều. Nghe như con. Bao nhiêu chút? À Vi con xin lỗi. Dạ là con ra là 108. 108. Tại sao ra 108 con? Nha, mình lấy mà lớn của từng nguyên tố mình cộng lại, CO của mình là 64 đúng rồi, cộng với lưu huỳnh của mình là 32. À, oxy của mình là nhiêu? Dạ là 12. Oxy mình là 16. Dạ là 112. Ừ, đúng rồi, 16 mà con phải nhân cho 4 đó nha, thì đây 4 oxy nha. Dạ. À, rồi vậy tức. Rồi nè. Ở việc đây mình làm lại ha. COXO4 của mình nó sẽ bằng m lớn của CO của mình là 64 nè, cộng với lưu huỳnh của mình là 32, oxy của mình là 16, mà ở trong đây mình có 4 oxy mình phải nhân cho 4 nữa ha, nhớ thì có số 4 đó nha, nhân cho 4 đó nha. Rồi vậy nó sẽ bằng, nó khác số 96 đúng không? À, vậy mình chọn con nào đây Vi? Là con A. Ừ, con A ha. Rồi câu 22 là cô đi, câu 22 đi nha. À, Huỳnh Châu Bảo Ngọc. 3H2O nghĩa là như thế nào? Ba phân tử nước. Ừ, đúng rồi, ba phân tử nước ha. Rồi. Câu số 23 làm giùm cô đi Yên Khanh. Dạ. Câu 23. Con đọc cái đề bên đây đi, con để bên đây nó bị sai chữ nha. Rồi. Cho kim loại M tạo bởi hợp chất là M oxo 4 mà phân tử khối của nó là 120. À, người ta kêu xác định kim loại M là rồi để cô tóm tắt quay cho dễ nhìn ha.
người ta cho công thức của nó là m có số 4. Có phân tử khối nha. Có phân tử khối tức là kiểu gì? Có m lớn, có phân tử khối ha. Bằng 120 phải không? 120 rồi. Rồi người ta kêu mình xác định, xác định nguyên tố m. Để xác định nguyên tố m thì mình làm sao? Dạ là mình lấy m cộng s cộng cho oxy. Ừ, đúng rồi. Rồi con làm ra coi m ha. Rồi thì m cộng với lưu huỳnh là nhiêu con? Dạ lưu huỳnh là 32. 32 cộng với oxy là 16 nhân 4. Rồi bao nhiêu con? Dạ bằng 100. Dạ tính của oxy hay là phân tử khối? Dạ phân tử khối là bằng 120. Bằng 120. Từ đây suy ra m là gì? Dạ m m cộng cho 16 nhân 4 bằng cho 120. Rồi bây giờ con tìm chữ m nó ra đi. Dạ m ra bằng 24. Rồi 24 ha, m bằng 24. Rồi 24 đề người ta có cho cái bảng phân tử khối của mình nè. 24 thì nó là nguyên tố gì? Giờ là con A mang D. Ừ, đúng rồi ha. Rồi. Rồi thử cho cô coi ví dụ như nhìn vô công thức là m ở đâu 4 vậy? Mà m quá trị mấy đây? M quá trị mấy đi tiên? À, ví dụ như nhìn vô hợp chất là m ở đâu 4 nè. Bây giờ con thử dự đoán m quá trị mấy? M quá, dự đoán m hả cô? Đúng rồi, chữ m quá trị mấy? Đây để con qua đây cho dễ nha. M ở đâu 4. Rồi, dự đoán là m quá trị mấy? À, nãy cô nói S đâu 4 quá trị mấy đi tiên? Dạ, S đâu 4 quá trị 2 hả? Ừ, đúng rồi, S đâu 4 quá trị 2. Nó giống như S đâu 4 quá trị 2. Còn thằng nào quá trị 2 nữa tiên? CO3 nữa ha. Dạ à, quá trị 2. Cái này cô hỏi thêm thôi chứ câu hồi nãy của bạn Khanh làm đúng rồi. Rồi, vậy bây giờ thằng S đâu 4 quá trị 2 thì thằng M quá trị mấy? Dạ m quá trị 2. Ừ, quá trị 2 đúng rồi ha. Rồi tại sao quá trị 2? Giải thích cho các bạn nghe đi đi. Dạ là quá trị của nguyên tố này là chỉ số của nguyên tố kia. Ừ, đúng rồi ha. Rồi đúng rồi ha. Tức là ở đây số 2 này là số 2 của m. M nó không có nó số 1, tức là nhân 2 lên vậy được. Ở đâu 4 phải nhân 2 lên ha. 2 của ở đâu 4 là 2 của m ha, đúng không? Rồi ở đây là mình có m quá trị 2. Mình thử coi ví dụ như mình không biết làm mà có thể loại oxy được. Hàng này mang nhân quá trị 2 thì mình không loại oxy được. Hàng bạc của mình thì là quá trị mấy tiên? Bạc quá trị mấy tiên cô biết không? À, bạc quá bạc. À, bạc của mình là quá trị 1 ha. À, mình có thể loại oxy hàng hàng quá trị hàng bạc ha. À, nhưng khi mà vô thì mình không biết đó, là mình loại oxy được thằng nào mình bỏ thằng đó. Còn mấy thằng này quá trị 2 mình không loại oxy được. Giống như là cô chỉ thôi lớp nhìn thôi ha, loại oxy ha. Rồi câu số 24. 24 làm giùm cô đi Yên Khanh. À vẫn Phương Khanh, cô xin lỗi. Dạ. Rồi con đọc ra đi Phương Khanh.
do công thức hóa học của sắt hóa trị và oxy là Fe2O3 hydro, chlorure là HC. HCl là con nhìn rõ không anh? HCl CT H đúng của sắt nó chỉ là chlorua là rồi đi cô tóm tắt cái đề đi đi. Người ta nói là công thức của sắt 3 oxy là Fe2O3. Người ta nói là công thức của sắt mở mặt ra người ta ghi là 3 nè, tức là hóa trị của nó là sắt hóa trị 3 đó, sắt 3 oxit là Fe2O3. Người ta sẽ nói thêm là hydrochloro là HCl. Ta cho mình công thức là hydro ra khi mình tìm công thức của sắt 3 cloro. Công thức của sắt 3 cloro. Rồi. Làm sao bây giờ ha? Mình có hóa trị hết chưa? Sắt mình có sắt 3 cloro mình viết trước nó viết công thức cho cô đi. Không, sắt 3 cloro là Fe nè. Ha, cloro sẽ là. Rồi bây giờ mình có hóa trị của sắt là như con. Dạ, hóa trị của sắt là 2. Đề này nó cho mình ngay tao ấy. Hóa trị của sắt là 3. Đúng rồi, 3. Cloro hóa trị mấy con? Dạ, cờ lo hóa trị là cờ lo hóa trị một. Đúng rồi, cờ lo hóa trị một. Rồi vậy công thức của nó là gì đây? Rồi hồi nãy bạn Tiên có nói đó, chỉ số của hàng này là hóa trị của hàng kia. Vậy bây giờ hóa trị của hàng sắt là 3, thì mình đem xuống cái chỉ số của hàng cờ lo là gì? Dạ, là 1. Là 3 ha, mình nhân kéo 3 của hàng sắt thì là hóa trị là chỉ số của hàng cờ lo là 3. Mình nhân kéo tiên lộn thanh. Rồi bây giờ số 1 của hàng cờ lo với hóa trị của cờ lo là 1 thì chỉ số của hàng sắt là nhiêu? 1. 1 vậy có không nói là gì con? Fe 1 C là 3 mà số 1 mình không có ghi, vậy là Fe C là 3 ha. Vậy mình thành câu gì? Câu C ha. Rồi. Câu 25 làm những câu đi nhỉ? Cô kim loại M tạo ra hydroxit MOH2. Phân tử khói của hydroxit là 58, nguyên tử khói của M là dạ cô đang nghĩ chẳng có A. A. Tại sao có A con? Rồi, đi hết đi nha. Giờ làm ra đúng không? Ừ, rồi làm ra. Ha, qua bên đây ha. MOH 2 lần là hai lần. Người ta cho lại phân tử khó của nó M đó bằng 58. Dạ. Rồi, đi. Rồi làm sao? Dạ là con tìm OH trước. Ừ. Dạ O là bằng 16 nhân 2 cô. 16. Vậy đúng không nhỉ? Dạ. Dạ là 32. Dạ. Con ghi sao? À con tìm con ghi bình thường nhỉ. Là M lớn nha, cộng với 16 nhân 2 thì có nhỉ.
Dạ đúng rồi. Hai quả. 16 nhân 2 giờ cộng cho 2 luôn. 2 1 nhân 2 bằng. Dạ bằng 58. À suy ra m bằng. Dạ suy ra m bằng 58 trừ cho 34 rồi. Rồi bằng nhiêu con? 24. Rồi m 24 là tốt nhỉ. À bằng vậy ha. Dạ dạ. Dạ. Rồi bây giờ câu 26. Chọn câu sai. Làm giùm cô đi hắn, đọc câu đề, đọc làm giùm cô đi hắn. À, hóa trị là con số biểu hiện khả năng liên kết của nguyên tử. Nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố kia. Hóa trị là một nguyên tố được xác định theo hóa trị H chọn làm đơn vị và hóa trị của oxy là hai đơn vị. C quy tắc hóa trị X A bằng Y nhân B. D phốt pho chỉ có hóa trị 4. Rồi, câu này đúng không? Đó, câu sai câu D. Đúng rồi, câu D. Tại sao câu D chưa? À hắn. À, tại câu D phốt pho có hóa trị 3 với ba với năm. Rồi vậy đề như nó chỉ có chỉ 4 là sai ha. Rồi ha, phát pho của mình là hóa trị 3 với 5 mà đề nó có hóa trị 4 là sai rồi ha. Quy tắc hóa trị thì nãy mình thấy là x nhân a nè bằng y nhân b ha. Rồi hóa trị của một nguyên tố được xác định theo hóa trị của H chọn làm đơn vị và oxy là hai đơn vị. Đó, cái này là làm một đơn vị, đề nó cho hiếu á, là một đơn vị, oxy là hai đơn vị, tức là H quá trị 1 và oxy quá trị 2. Hóa trị là con số biểu hiện khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố kia là đúng ha. Vậy câu C của mình, câu sai của mình là câu D, phốt pho quá trị 3 và 5 và đề nó quá trị 4 là sai. Rồi câu 27 làm trình cô 27 thư. Dạ. Chọn con làm câu 27 đi hơn. Dạ con chọn câu C. Câu C, tại sao là câu C hơn? Dạ thưa cô là tại con lấy 76 từ cho cái 16 nhân 3. Xong rồi con chia 2. À rồi, đúng rồi ha. Rồi, nếu cô con thích cho bạn nha. X 2 ô 3. Cô cho là X 2 ô 3. Có m lớn của nó bằng, để cho nó là bằng 76. Người ta cho m lớn thì mình cứ làm cái m lớn. Ở đây là x này mình không biết thì mình đặt x. Mà ở đây đề nó cho là 2 nguyên tử x thì mình lấy là 2 nhân với x cộng với oxy của mình là 16 mà 3 nguyên tử oxy mình nhân cho 3 bằng 76. Rồi bây giờ mình bài toán mình tìm x bình thường. Bây giờ mình làm 2 nè, x nè cộng 16 nhân 3 của mình là 48, nó sẽ bằng 76. Rồi bây giờ mình chuyển vế từ từ qua nha, chưa quen mình chuyển từ từ qua. 2x bằng 76. Số 48 đã đang phép tính cộng thì mình chuyển vế qua, mình phải đổi dấu cho nó là trừ 48. Vậy là mình xuống hàng nha. Cái này là cô làm cho ai? Ai chưa quen thì mình làm theo cách này nha. Ai quen thì làm tính nhanh ra. 76 trừ 48 ra được bao nhiêu? Ở đây đang để tính nhân thì mình chia lại ha. Nó ra. Rồi. Rồi, chọn câu 14 phải không Hư? Rồi, câu số 28. 28 làm dùm tôi đi ngược. Nhật ơi, làm câu số 28 đi Nhật.
Dạ, dạ nãy cũng nghe không rõ luôn. À, người ta quy ước một đơn vị carbon bằng 1/12 khối lượng nguyên tử carbon, 1/10 khối lượng nguyên tử carbon, 1/12 nguyên tử carbon, khối lượng carbon. Dạ thưa cô, là con chọn câu A luôn. Dạ, 1/12 nguyên tử carbon. 1/12 khối lượng nguyên tử carbon ha, rồi đúng rồi. Câu số 29, làm cùng cô 29 này đi ha. À, Trúc. Dạ. Mình để con tính kia cô. Con đọc cái đèn luôn, con thích một chút. Dạ là hai nguyên tử X nặng bằng 3 nguyên tử oxy. Rồi bây giờ làm sao? À, dạ là đầu tiên là mình tính 3 nguyên tử oxy nặng bao nhiêu trước. Rồi. Dạ là con được là 48. 48 là 3. 3 nhân M oxy ha. Oxy là 48. Rồi. Được không? Dạ là tiếp theo là con lấy 48 con chia cho 2. Dạ là con ra được 24. Đây là câu C hả Trúc? Dạ. À rồi. Tối điện online. Không có tối. À, rồi bây giờ cô hiểu ý câu ha, nhưng nhiều bạn chưa hiểu ha, cô cũng thích lại cho bạn hiểu ha. Rồi hai nguyên tử X nặng bằng 3 lần nguyên tử oxy ha. Hồi nãy người ta nói, cô có nói là nặng hơn hay nhẹ hơn, thì mình sử dụng công thức tỷ khối D của X. Hai nguyên tử X bằng 3 lần nguyên tử oxy thì D của 2 lần à. Hai lần x bằng trên dưới 3 lần nguyên tử oxy, nó sẽ bằng 3 ha. Rồi hiểu được cái biểu thức này chưa? À, lát hiểu được cái biểu thức này chưa? Tỷ khối nè, người ta nói sao thì mình viết vậy. Hai nguyên tử x là 2 nhân x bằng 3 lần oxy, là chia cho oxy nó sẽ bằng 3. Ha, mình tính. Rồi. Ha, mình sẽ sử dụng công thức là 2 lần x ha. Tỷ khối cái này thì mình. Thì mình sẽ sử dụng công thức M lớn là 2 lần nhân với M lớn của x trên 3 lần oxy, 3 lần nguyên tử. Nguyên tử thì của mình là 16 nha. Còn ví dụ người ta nói phân tử thì là 32. Thì nó sẽ bằng 3. À, nặng bằng. À, được hiểu được biểu thức này chưa? À, có thể ghi dày hoặc là ghi theo bản trúc cũng nhờ. 3 nguyên tử oxy bằng 2 lần nguyên tử X. 2 lần MX. À. À, từ đây thì mình tìm được cái MX. À, lấy 3 nhân 16 chia cho 2. Rồi. Nhớ là nặng hay nhẹ thì mình sẽ sử dụng cái công thức là phân tử khối là M lớn. À, người ta nói là hai nguyên tử X thì mình ghi là hai nguyên tử X nặng là 2 M lớn X bằng là dấu bằng 3 nguyên tử oxy là 3 nè. Nguyên tử là O ha. Và ví dụ người ta nó nguyên tử mà người ta nói là phân tử thì mình nhớ là O2 ha.
rồi từ đây mình tìm được MX. Vậy thì mình khoanh ra được chọn câu C đúng không chú? Dạ. Con 30 làm giùm cô 30 đi nhé Phương Thanh. Dạ. Con làm câu 30 đi Phương Thanh. Phân tử thôi của học con đọc không nhìn rõ đề không con? Dạ. Phân tử khối của hợp chất tạo bởi 2 nhôm, 3 lưu huỳnh và 16 oxy ha. Rồi. Đi không, tóm đi con. Rồi ha, cô ghi qua cái đề này cho dễ nè. 2 nhôm, 3 lưu huỳnh. 2 nhôm nè, tạo bởi 2 nhôm nè. 3 lưu huỳnh và 16 oxy. Rồi vậy công thức phân tử của nó là gì? Hai thằng nhôm thì mình phải cứ ghi là Al nè. Rồi oxy. Rồi nhôm của mình là hai nhôm mình ghi số 2. Lưu huỳnh mình 3 là tức là ghi 3 lưu huỳnh. 3 tức là 3 nguyên tử mà nguyên tử tức là chỉ số của nó đó. 16. Rồi hiểu được cái công thức này chưa? An là 2S3O16. Được chưa? Mình cứ ghi trước hết là nó tạo bởi 3 hàng thì mình ghi công thức của nó, ghi 3 hàng ra. 2 nhôm tức là 2 nguyên tử nhôm. Nguyên tử là mình viết dưới chỉ số nè. Rồi 3 lưu huỳnh thì mình ghi dưới chân của lưu huỳnh là 3. Oxy 16 thì mình ghi dưới chân oxy 16. Người ta hỏi phân tử khối của hàng này là bao nhiêu thì tức là người ta hỏi M lớn của nó. Rồi vậy con tính M lớn của nó ra dùm cô đi. Khanh, nhôm là nhiêu con? Yeah. Nhôm là bao nhiêu? Nhôm nè, 27 nè. Nhôm là 27. Rồi, nhà có tính giờ con khác con ráp số vô đi đi xanh. Rồi nhôm là bao nhiêu? Dạ, nhôm là 27. 27 rồi sao nữa? Rồi mình coi coi phân tử của mình có bao nhiêu nguyên tử nhôm đây. Dạ. Có bao nhiêu nhôm con? Đúng rồi, con nhìn dưới chân của thằng nhôm nè, có hai thằng nhân, thằng nhân nhân hay cộng? Dạ cộng. Cộng mấy? Dạ cộng ba. Cộng hai nhân cho hai nha. Khăn mình có hai nguyên tử nhôm mình phải nhân cho hai, rồi sau đó mình tới nguyên tử khác thì mình thực hiện cộng. Lưu huỳnh là bao nhiêu? Dạ, lưu huỳnh 32. 32 rồi sao không? 32 nhân 3. Đúng rồi, nhân 3 ha. Rồi tiếp theo. Cộng 16. Cộng kia mà. Nhân 16. Rồi, đó nhiêu con? Như 38 luôn. Con đợi. Dạ 406. 406. Rồi đáp án không có 406, con tính kỹ lại coi nó ra gì. Đúng rồi 406 á, vậy cái đề này người ta cho nó bị sai rồi đó. Tiên cái đề nó sao sai nha Tiên, ra 406 đó con. Dạ. Rồi. Rồi ha, cái đề này nãy giờ lớp mình có thắc mắc chỗ nào không? Rồi mình sẽ qua cái đề của cô cho nha. Rồi hỏi mình làm còn mấy câu tự luận mình làm sao đi, mình làm cái chuyện trước. Ha, câu này mình làm sao?
Thôi, em câu số 2 dùm cô. À, câu số 1 là làm câu kia. Câu số 2 làm dùm cô đi. Yên Khánh. Rồi con đọc cái đề đi Yên Khánh. Dạ, trong nguyên tử các hạt mang điện là A neutron, electron, B proton và electron, C proton, neutron và electron, D proton và neutron. Dạ là câu D. Proton và neutron. Rồi bây giờ coi proton mang điện gì con? Dạ là dương. Neutron. Dạ là âm. Nơi trong ha. Nơi trong của mình là không mang điện nha con. Dạ. Rồi, mày không mang điện nè. Rồi, mình chọn con nào. Vậy là câu B. Ừ, đúng rồi, rồi tâm với em nó trong. Em nó trong của mình đang điện gì? Mang điện thức âm. Đang điện thức âm. À, trong nguyên tử của mình thì được cấu tạo bởi vỏ ha, con nhắc lại cho con nói thêm, trong nguyên tử của mình thì sẽ cấu tạo bởi vỏ nè, vỏ và hạt nhân. À, vỏ thì nó sẽ mang điện thức âm, vỏ thì đa phần các electron, cô ký hiệu cho e nha, mang điện thức âm. Hạt nhân của mình thì trong đây hạt nhân thì nó sẽ cấu tạo bởi hai loại hạt nữa là proton mang điện tích dương và các neutron không mang điện. À, rồi vậy khi mà đề nó vô hỏi người ta nói là hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bởi các hàng nào ha, người ta nói hạt nhân thôi thì mình sẽ nhớ là proton với neutron, còn người ta nói vỏ thì mình nói là electron ha. Rồi bây giờ câu số 3, câu số 3 là nhầm cô, câu số 3 đi Tiên. Dạ. Câu số 3. Dạ, để con đọc. Con đọc lớn luôn Tiên. Dạ, nguyên tố A có hóa trị 3. Công thức hóa học đúng của hợp chất tạo bởi nguyên tố A và nhóm SO4 là... A ha cô. Rồi. Đúng rồi ha. Dạ. Yeah. Rồi, để hết cùng cô đi Tiên. Dạ. Yeah. Đi Tiên. Dạ. Yeah. Là nguyên... Nguyên tố... A của mình là quá trị 3 ha. Ghi số 3 lên đầu nha. Dạ. Yeah. Rồi, có quá trị thì mình có quá trị nha. Có tôi 4 quá trị mấy con? Dạ quá trị 2. Rồi đúng rồi, bây giờ mình sao rồi? À, mình nhân chéo. Đúng rồi, mình nhân chéo. Đúng rồi, 2 xuống hàng A. Ớt rô 4. Số 3 xuống hàng ớt rô 4, hàng A 2 ớt rô 4 nha. Rồi, khi mình quen mình nhân chéo như vậy. Đúng với quy tắc hóa trị. Có hóa trị thì mình cứ nhân chéo chỉ số cho cô vậy là ra. Rồi, cảm ơn con. Rồi, gần này đó Tiên, nãy giờ làm được nó Tiên. Cô để ý con, cô kêu con ngay con này là con làm được rồi đó. Rồi câu số 4 là nhìn cô đi Phương Khanh. À, Phương Khanh. Đọc kỹ cái lớn đề đi Phương Khanh. Dạ. Dạ. Cho vậy. Cho vậy các chất sao CaNaOH BG2C HClO3 O2 C6, H12, O6, KHCO3. Số đơn chất trong dãy trên là dạ, D. Ừ, câu kia là những hàng nào con? Dạ. Câu D 4. Là 4, bây giờ con nhìn hai đơn chất trước nó là hàng nào đọc lên từ... Dạ, yeah, mình đọc từ trái sang phải mình không có bị sai. Bây giờ đầu tiên con coi hàng Ca có phải là đơn chất không Thanh? Ngoài có phải đơn chất không Thanh? Dạ.
Phải không? Dạ. Phải, phải hay không phải ha? Dạ phải. Phải đúng rồi, nó một nguyên tố là canxi rồi NaOH phải không con? Dạ phải. Ha, bây giờ chút phải hả? Phải không Thanh? Rồi hàng bờ rơm phải không Thanh? Dạ không. Không. Rồi bây giờ nhớ cho cô đơn chất là sao? Bây giờ nhớ coi khái niệm đơn chất. Đơn chất của mình là làm sao đây, nhắc giùm cô đi nha Nhật. Dạ cô, đơn chất được cấu tạo từ một nguyên tố hóa học. Ừ đúng rồi, đơn, mình thấy là đơn giống như cô đơn vậy đó, của mình ơn quá hà. Vậy là một nguyên tố hóa học. Thằng canxi là có một thằng canxi. Còn NaOH là thấy có một natri nè, có một oxy, một hydro, trong đây có ba mình rồi. Thấy chưa? Lẽ đâu nó đâu cô đơn đâu. Ha, này là hợp chất ha. Rồi hàng brom là đơn chất hay hợp chất đi anh Khanh? Dạ đơn chất. Ừ, đúng rồi. Brom tuy là Br. Br2 nhưng mà nó cấu tạo phải có hàng Br thôi. Rồi. Hàng carbon. Dạ đơn chất. Ừ, đơn chất. Rồi HClO3. Dạ không phải đơn. HClO3. Dạ không phải đơn chất. À đúng rồi. À, rồi nói lại gì con? Dạ. Nó là hợp chất nha, không phải đơn chất là hợp chất. Rồi O2 đơn chất hay hợp chất không? Dạ đơn chất. Ừ, đơn chất. Rồi C6H12O6. Dạ hợp chất. Ừ đúng rồi. Rồi, rồi KHCO3. Dạ hợp chất. Ừ, vậy mình chọn câu. Dạ câu đi. À, đúng rồi ha, câu ghê ha, nhớ nghe đơn chất là tạo bởi một nguyên tố thôi. À, rồi, câu số 5, làm cùng cô câu số 5 đi. Bảo Ngọc, Huỳnh Châu Bảo Ngọc. Alo, Ngọc ơi, con nghe không Ngọc? Ngọc còn đó không cả đó. Rồi Phan Bảo Ngọc dành giùm cô con này đi con. Nhấn lên đầu hết rồi. Ngọc ơi nghe cô nói không Ngọc? Rồi nè, xác định hóa trị của nitơ trong công thức hóa học NO2. Rồi, làm giùm cô đi Nhi. Ô nhớ mình có nghe cô nói không vậy? Hay là cái miệng nó rớt hết rồi? Nhật có nghe cô nói không Nhật? Nghe. Mấy bạn kia đâu rồi ta? Rồi Hư là nhóm cô con này đi ha. Dạ con chọn câu B. Câu B, tại sao biết câu B? Ừ, hết đi nha, Hư cho mọi người đều biết thôi. À, NO2. Rồi bây giờ trước hết con coi không biết người ta kêu tìm này đúng không? Đặt nó ít ha. Rồi oxy quá trị mấy con? Dạ hóa trị 2. Ừ, hóa trị 2 rồi. Thì bây giờ mình làm theo con hèm theo cách nào? Muốn làm cách nào con nữa? Dạng như bình thường. À rồi con đọc đi ha. Dạ là dạ là 2 nhân 2. À 2 nhân 2 rồi. Bằng
Không quên đi công thức sao rồi, nhưng mà con nhớ cách là nhân ý đúng không? Dạ. Nha, lấy chỉ số nhân với hóa trị là chỉ số của hàng nitơ là 1 nè. Nhân với hóa trị hàng nitơ là ít. Nó sẽ bằng chỉ số oxy là 2 nhân với hóa trị oxy là 2, vậy chia ít bằng 4 ha. Mình chọn câu B đúng rồi nha. Còn nghĩ theo bạn Tiên, bạn Tiên thì bạn làm theo cách nào đi Tiên? Cô biết Tiên là làm theo cách khác hả nè. Dạ. Rồi ví dụ con làm theo cách nào? Nếu là con thì con sẽ kiểu nhân chéo. Đúng rồi ha, cô nghĩ là Tiên sẽ làm theo cách đó nên con hỏi ha. Rồi ở đây bạn là khóa trị 2 nè. Hai thằng này là nó phải số 2 mới đúng ha. Ví dụ nó phải số 2 mới đúng. À, đề mình là đây là phải số 2 mà đề nó cho là có NO thôi, nó tức là hàng này nó đã nhân, nó giả chia cho hai mất rồi ha, mình phải nhân cho hai lên, vậy hàng này mình phải nhân cho hai nữa, vậy giá trị của nó là 2 nhân với 2 là 4 ha. Rồi ai làm nguyên cách nào thì làm cách đó, cách nào cũng đúng hết. Rồi câu số 6 làm giùm cô, câu số 6 đi Vi. Dạ cô. Con làm câu số 6 đi Vi. Dạ là một. Dạ là dùng 500. Đúng rồi, 500 con sẽ hút được cái gì ra Vi? Dạ là sắt. Đúng rồi ha, 500 mình sẽ hút sắt được ra được còn lại lưu phần. Rồi hôm nay chúng ta sẽ học ở đây nha. Bao nhiêu đây là về coi lại là chúng ta sẽ tưởng là chấp lớp để làm trách nhiệm của 15 phút đó, tuần sau. Tuần sau nữa, thứ bảy của mình với tuần sau mình sẽ ôn kiểm tra giữa kỳ nữa ha. Rồi, lớp có gì thắc mắc không? Có gì thắc mắc để hỏi cô có gì làm tuần sau, bữa sau mình kiểm tra.